Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Chờ con đi học về thì trời mưa tầm tã, người mẹ làm hành động lạ khiến ai nhìn cũng rưng rưng nước mắt. Tình cảm của mẹ đôi khi chỉ giản dị thế này thôi. Khi còn tiểu học, hầu hết bậc cha mẹ nào cũng đều đưa con đến trường vì lo con lạc, sợ con không cẩn thận té ngã trên đường. Những ngày nắng thì không nói, nhưng cứ mưa to tí là các bậc phụ huynh lại rối rít đến trường đưa con về, sợ con dính nước mưa ốm hết người. Cứ như thế, việc núp dưới bóng lưng cha mẹ trên chiếc xe máy cũ kỹ đã trở thành kỷ niệm đẹp trong ký ức tuổi học trò. Mới đây, hình ảnh người mẹ chờ con trong ngày mưa đã gây xúc động mạnh. Người mẹ đang chờ con đi học về thì trời mưa tầm tã. Cho cô con gái chùm tấm áo ni lông, người mẹ còn liên tục xoay người lại kéo tấm áo, đồng thời giúp con chui vào phía sau lưng áo mình để khỏi ướt. Hình ảnh đã nhận về rất nhiều tình cảm của cộng đồng mạng. Ai cũng từng có thời được cha mẹ chở đi học, được cha mẹ quan tâm từng ly từng tí. Người mẹ để mặc cho bản thân mưa ướt, chỉ mong đưa cô con gái trở về nhà an toàn nhất. Đúng là vì con, mẹ có thể làm tất cả mọi thứ. Rất nhiều người đã không giấu nổi cảm xúc xao xuyến nhớ về cha mẹ sau khi xem xong video. Ai cũng cho rằng cô con gái thật may mắn vì có mẹ quan tâm và lo lắng cho mình như vậy. Nhìn cái cách người mẹ cẩn thận che chắn cho con, có thể thấy cô ấy yêu thương con gái thế nào. Tự nhiên nhớ tuổi thơ quá, hồi bé mình cũng hay trốn vào lưng mẹ như vậy. Ngày xưa đi học chỉ thích cơn mưa, là được mẹ đến trường đón về, núp sau bóng lưng mẹ. Còn bé thấy không phải đi bộ về là vui rồi. Giờ đi làm trời mưa mới thấu ngày xưa mẹ khổ thế nào. Vẫn còn nhớ hình ảnh trong cơn mưa hôm ấy. Mình vừa mới gặp chuyện không vui và áp lực. Ngồi sau lưng bố chờ đi học thêm, mặc chiếc áo duy nhất mà bố đưa cho mình, còn quan tâm hỏi có ướt không con. Lạnh không con, khóc nghẹn luôn ấy. Vì những hình ảnh này mới càng trân trọng và biết ơn bố mẹ đã nuôi nấng và quan tâm mình từ bé đến giờ.